Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ anh ơi. Và ở video này thì Khải sẽ lên bắt 2. Hơn 5 lần ở bắt 1 thì nói thiệt anh em quá là đen luôn, không biết sao nữa, đủ xanh cái số đen mình vẫn theo từ đầu đến cuối nè. Bắt 1 thì hơn 2 5 lần là xịt bà mất 3 lần rồi, vãi cảnh rồi. Rồi ok. Bây giờ thì Khải sẽ hơn tiếp tục cái này ở bắt 2. Vừa rồi Khải mua được 2 cây foil anh em, quên 2 cây hóng binh. Giờ Khải hóng tiếp cho anh em xem. Hóng tầm 10 lần hơn thôi. Cao lắm 20 lần rồi, không được bỏ nè. Không được bỏ. Cái tầm này thì ra thì ngon, không ra thì bỏ tay thôi. Chứ giờ mình cố rồi. Như xe vật cũ cố phát 1-4 mấy lần thì cái đó vẫn đi vào huyền thoại của anh em. Rồi lên. Lên. Ê, đậu xanh tiếng vàng nữa. Đấy nè. À, cái auto khải out game ra nó mất nè. Rồi. 100 vạn, 500 vạn này. Đó. 500 vạn. Rồi, vui. Tôi sẽ bỏ vào cái kiếm khúc này. Đó, cho anh em xem lại cái foil nha. Đây là bắt 2 nha nè. Bắt 2 đấy, cho anh em xem lại cái foil nha. Đậu xanh thất bại nữa, bà mẹ nó gì vậy? Đậu xanh như vậy anh em. Thất bại nữa rồi. Vãi rồi. Vãi chướng gì vậy ta? Đồ anh em thấy chưa? Không hiểu luôn anh em. Này lần thứ 6 rồi. Vãi chướng đờ mờ. Xấu phát tính ra bay gần 8 kim rồi. Bay gần 8 kim rồi nè. Thành công. Thích đồ thích mẹ. Rồi xong rồi, đậu xanh cái gì cái kích ông chết rồi. Biết khi nào ra nó rồi trời. Ra kích nè. Ai chà chà. À, số nhỏ lời. Ơi tiếp tục được Khải mua thêm 3 cục nữa thôi em ơi. 3 phục là 3 cục nữa làm 3 cái cuối cùng trong cái bát 2 này luôn. Nó là cái kích nè. Rồi từ phi đao, kiếm, kích. Đậu xanh chứ nó quăng hết mình 8 cây vũ khí, mấy cây vũ khí luôn quá. Anh em đợi tí. Ok, giờ số mấy viên là đợi tí anh em ơi. 5 viên. Nem cục quân 250 một cục nữa nè. 250 xu một cục nha. 250 ok. Rồi tiếp tục chiến tiếp. Không đỡ bao lỡ cơ hội. Tiếp tục nè mọi đổi xu nè. Rồi dựng 2 phát rồi anh em, 7 phát thế này, 7 phát rồi. Bắt 2 cái chưa lên. Tiếp tục. Anh em xem đừng quên ủng hộ một like chia sẻ nha mọi người. Ồ, đứt 50 vạn đậu xanh. Cũng làm thiếu 10 vạn vậy. 50 vạn. Phúc duyên đủ nè, tiền vàng đủ nè, xu đủ nè, vô. Đủ thất bại nữa, vai lên vậy. Vai cánh rồi.
áo vậy trời, đậu xanh. Bóng đồ gì má ra hết vũ khí rồi ấy. Phi đao, kiếm, đao hay kích, bóng, vái, nồi, kiếm nữa chứ. Đồ xanh ghét nha, ghét vái liền nha. Cái sâu đâu không? Rồi tiếp tục. Cái này phát thứ 10 nè. Đao lại, đậu xanh, vái lên, ra đao nữa rồi. Này, thấy đó rồi. Má, mắt nhỏ 10 lần rồi. Vái lên. Mười lần rồi nè, 10 lần tròn quá. Má, nhỏ vái. Suốt ngày đào. Rồi thất bại, đậu xanh, thua luôn ạ. 11 lần. Chiều rồi. 11 lần. Bó tay. Rồi anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nè. Đỡ nghiên cứu ít hôn bên rồi đọc tiếp nè. Chiều rồi. Hơn 15 kim rồi. Bó tay. Rồi ai còn làm cái lục người ta phải một phút. Thôi làm nhắc cuối nè. Cái gì mà rất te tu chịu luôn. 11 phát rồi nè, xịt 5 lần vãi chướng. À. Ép tam sức thật nè. Mà nghe gì rồi, nói gì đây. Hoa Lâm An. Hoa Lâm An. Gì? Nhảy sang Dương Châu, Hoa Lâm An hả? Sang Dương Châu làm gì? Dương Châu. Lâm An. Thương Dương. Tay luôn nè. Này phát 12. Không đổi vũ khí. Tiêu đục. Chịu rồi, chịu rồi. Nhỏ vái. Tiêu nè. Cần nó ra tiêu nè. Ai để tới mua súng đánh thêm 2-3 cái nữa nghỉ nè. Rồi làm tiếp 2 nháy nữa nè. Tiếp 2 nháy nữa. Liên tiếp cái bát 2 này luôn. Hai viên với là trong viên trong rừng, hai viên tứ nữa nè. Hai viên tứ nữa.
tao vẫn nguyện cầu, cầu cho đôi uyên ương tìm thấy nhau. Nhưng bao sóng to vẫn đầy trời, cách tiếng ta một đời, giáo gươm khắp mọi nơi do ta thành đại chiến kia. Đôi ta đã tìm nàng, tao quyết sẽ cầm nàng, dẫu cho tâm hùng anh phải nát tan. Đặt là hai nháy rồi nè, hai nháy rồi. À, ok đúng. Tập nha. Đậu kết nữa, đậu xanh. Bó tay luôn nè. Má quay lại kích nữa, chịu rồi. Nghiện là dở rồi. Nghiện là dở rồi anh em ơi. Đậu xanh. À, làm nhạc cuối. Người ơi, giờ này em ở đâu? Từ phong lăng ta tìm được người thương phu đã gặp nàng. Xứng lòng câu vội phi về gian tớn. Nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu, cầu cho đôi uyên ương tìm thấy nhau. Bao sóng to vẫn đầy trời, cát tiếng ta một đời. Rồi làm nhạc cuối nè mà. Đôi ta đã tìm nàng, ta quyết sẽ gặp nàng, dẫu cho thân hùng anh phải nát tan, thoát thành đại chi. Nhưng bao sóng to vẫn đầy trời, cất tiếng ta một đời, giáo gươm khắp mọi. Mình hết thuốc rồi nè, mình hết thuốc rồi. Động mà tiêu nữa, chịu. Ok, anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ nha mọi người. À, mười mấy phát mà mình thua, chịu rồi.